Quảng Minh, tôi còn thương Hồng Đào nên mới ly hôn. Bước qua nỗi đau đổ vỡ 24 năm hôn nhân, Quảng Minh lấy lại tinh thần và sống tích cực hơn. Anh và vợ cũ Hồng Đào vẫn liên lạc, hỏi thăm sức khỏe nhau. Hồng Đào và Quang Minh từng có chặng đường dài đồng hành trong cuộc sống lẫn công việc diễn xuất. Năm 2019, họ thông báo đường ai nấy đi, khép lại hành trình 24 năm khiến khán giả tiếc nuối. 3 năm trở về trạng thái độc thân, Quang Minh tiết lộ anh và vợ cũ hay trao đổi tin nhắn, hỏi thăm nhau mỗi lúc ốm đau. Xuất hiện trên chương trình Lối Ra, Quang Minh nói điều anh cảm động là giữa lúc đại dịch bùng phát ở Mỹ, anh nhận tin nhắn từ Hồng Đào. Anh ở một mình, sao không cho người thuê lại phòng để ở nhà có thêm người, lúc anh ốm đau có người hỗ trợ, anh kể. Thỉnh thoảng, Hồng Đào bệnh, tôi nhắn hỏi thăm nhưng cô ấy lại không trả lời. Tuy nhiên, tôi thông cảm chuyện đó, Quang Minh nói tiếp, sự cố gọi tên vợ cũ khi diễn chung với đồng nghiệp. Theo lời nam diễn viên, nhiều bầu sâu đề nghị anh và vợ cũ đứng chung sân khấu. Quang Minh mở lòng nhưng đoán Hồng Đào chưa sẵn sàng, sau khi mọi chuyện kết thúc, Hồng Đào có thể diễn với anh Chí Tài hay người khác, nhưng tôi thì không. Thật sự, tôi chưa muốn ai thay thế Hồng Đào lúc này, tôi không muốn khi cả hai vừa ly dị, Hồng Đào diễn với một người khác mà tôi cũng vậy. Tôi thấy như vậy kỳ quá, tôi muốn để Hồng Đào yên ổn và tinh thần của tôi ổn định lại. Tết 2022, anh dẫn chương trình có người cũ tham gia, khoảnh khắc giới thiệu tên Hồng Đào, anh xúc động. Bên trong hậu trường, hai người chào hỏi xã giao bằng tiếng Anh. Nam diễn viên Ngôi Nhà Bươm Bướm kể về sự cố gọi tên vợ cũ khi diễn chung cùng đồng nghiệp. Hôm đó, tôi diễn với người khác nhưng theo phản xạ tự nhiên tôi nói, kính thưa quý vị khán giả phần trình diễn của Quang Minh và Hồng Đào đến đây kết thúc, xin chào quý vị, cả rạp im lặng rồi vỗ tay. Tôi thấy ngộ và giật mình, nhưng tôi không nói lại mà chào khán giả đi vào. Tôi vực lại tinh thần để tiếp tục sống, trở lại với cuộc sống độc thân. Quang Minh nói anh tập tành nấu nướng, mì gói và một số món. Trước giờ, anh hiếm khi động tay động chân việc bếp núc vì một tay Hồng Đào quản thúc, anh chỉ nhận lau chùi, dọn dẹp nhà cửa. Quãng thời gian đầu ly hôn, anh sợ lời gì sao, bàn tán. Mất một năm để Quang Minh gác lại chuyện cũ, sẵn sàng cho cuộc sống mới, chơi thể thao, tập gym. Diễn viên em chưa 18 giãi bày, đến một lúc, tôi nghĩ mình vẫn phải sống, phải vực dậy để tiếp tục diễn. Tôi sợ mình bệ rạc, già và xấu, sẽ không ai mời mình đi diễn. Tôi phải vực lại tinh thần để tiếp tục sống, tôi phải lo cho mình trước. Nếu ngã bệnh, tôi biết nhờ ai lo. Trở lại với sân khấu, tôi liên tục đi diễn, quay phim và quảng cáo. Nhờ vậy, nỗi buồn dần vơi bớt. Trong thoát sâu, nam nghệ sĩ trải lòng, chính vì tôi còn thương Hồng Đào nên mới chia tay. Hai vợ chồng khác nhau về quan điểm. Nếu dáng vì con cái mà tiếp tục thì lại khổ cho hai. Vì vậy giải thoát cho nhau, mai sau làm bạn vẫn tốt hơn. Điều hối hận nhất của nghệ sĩ Quang Minh là khiến hai con gái buồn. Hôn nhân đổ vỡ, anh thấy may mắn vì các con thấu hiểu. Biết bố mẹ không hạnh phúc, hai con khuyên Quang Minh và Hồng Đào trả lại tự do cho nhau. Hiện, các con gái của nghệ sĩ sống ở Mỹ. Thỉnh thoảng, họ cập nhật hình ảnh của con lên mạng xã hội.